Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mazda 3 2004, sản phẩm của công ty Panasonic tại Nhật Bản anh em nhé. Đây là cái dòng lốc của nó đấy. Với cái dòng lốc Mazda 3 này, chúng ta sẽ cùng lưu ý một chút. Tức là về chân lốc thì được bắt vào với phần động cơ qua 4 chân, 2 chân dưới và 2 chân trên. Ở phần phía sau của nó này, cái chân của nó sẽ hơi đua ra một chút. Dây Cura để lai là sẽ là bản 6BK. Đây là chính là cái mặt, đây chính là cái mặt hít này, mặt hít của lốc ấy. Và đây là Bully Line Jaguar à. Hàng xịn Panasonic anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Mazda 3 2004. Cảm ơn anh em đã cùng xem video. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.